What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Chắc hẳn bây giờ anh em đang ở nhà và có rất là nhiều thời gian rảnh rỗi. Thì đây là một trong những cái thú vui giết thời gian và cũng giết tiền của các bạn luôn. Tuy nhiên thì nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là phê sau khi hoàn thành. Vậy chúng ta hãy xem thử trong hộp này có những thứ gì mà đặc biệt như vậy nhé. Ok, let's go. Rồi, như các bạn đã thấy thì cái hộp này nó khá là đơn giản, không có gì cả, chỉ là một hộp giấy bình thường thôi. Và cái hộp này ở phía bên trong đây, đó, đây sẽ là một cái bộ kit, tức là một cái bên một mặt cũng như là những cái thứ mà để chúng ta có thể lắp ghép thành một cái bàn phím hoàn chỉnh đó. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa có switch và cũng như là chưa có cả keycap, nó chỉ là một cái bộ kit thôi. Đây là một trong những cái để nhập môn bàn phím cơ custom, tức là những bàn phím cơ mà tùy biến theo cái ý thích của mình á. Đó. Ok, để mình để sang một bên nha, xem đây cũng là hộp này có những gì không. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số cái switch để gắn chơi, một cái nhổ keycap cũng như là nhổ switch, một cái USB receiver, một cọng dây cáp và một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Ok, không còn gì hết. Chúng ta sẽ cất cái bộ kit, cất cái hộp này đi. Rồi, vậy chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về những thứ có ở trong hộp nha. Đây, đây là những thứ mà chúng ta sẽ được cung cấp trong cái bộ kit bàn phím custom này. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới đến cái mặt PPC, tức cái mặt và cũng như là cái bộ vỏ. Nói chung là nó đầy đủ hết. Nó chỉ không có switch và keycap thôi. Đây là một cái mặt kiểu dạng layout 84, tức là nó sẽ có các nút mũi tên cũng như là nút shift ngắn ở đây. Và nó sẽ có thêm một hàng ở đây nữa để chúng ta có thể gán thành bất kỳ nút nào, cũng như là nó có sẽ sẵn các nút mà giống như với pedal đấy, khá là tiện lợi. Chúng ta sẽ có một cái gia cộng dây cáp Type C đi. Đó, màu trắng luôn. Một số cái switch để mình bấm thử chơi cho vui. Và một cái key, nhổ keycap dài, keycap bằng thép, nhổ keycap bằng thép. Đây. Và một cái nhổ switch. Cái nhổ switch này thì nó cũng không phải là nhổ switch xịn lắm. Tất nhiên rồi, hàng tặng kèm mà. Khó lòng mà có thể đòi hỏi gì hơn. Chúng ta sẽ có thêm một cái USB receiver. Thì cái bộ kit này có hỗ trợ cho chúng ta sử dụng đó là cái chuẩn 2.4G. Cái chỗ này mình rất là thích vì cái độ trễ của nó rất thấp và đồng thời thì nó cũng không có tốn pin. Rồi, chúng ta sẽ đi sâu hơn về bộ kit này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là cái bộ kit này với lại cái kiểu là high profile, tức là cái viền của nó sẽ được nâng cao lên và khung của nó sẽ là bằng nhựa, với cái play của nó sẽ là bằng thép. Chúng ta sẽ có được tặng sẵn những cái strap như thế này, strap của nó khá là chắc chắn. Đó. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn đã cướp tôm thì các bạn có thể nên móc lại cái strap này cho nó mượt mà. Về cái khung của em này thì là khung nhựa thôi chứ không phải là khung kim loại, cực kỳ chắc chắn luôn, mình cầm lên nó rất là cứng cáp, không có hiện tượng flat. Ở đây chúng ta sẽ có cái cổng kết nối là cổng Type-C, tuy nhiên thì nó vẫn có dùng pin hỗ trợ kết nối không dây nhé. Và chúng ta sẽ có bốn cái chân, có cái đệm cao su ở đây, không có chân nâng hạ độ cao của phím. Rồi, chúng ta xin mở xin thử bên trong bộ kit này có những cái gì nha. Ok, để tháo cái bộ kit này ra thì chúng ta cần phải mở những cái con ốc ở đây và đây. Đó, đây có rất là nhiều ốc, chúng ta cần phải mở những cái vị trí này ra thì chúng ta mới có thể tháo cái bộ kit này ra được. Rồi, sau khi tháo hết ốc ra thì chúng ta chỉ cần việc nhấc cái play này lên. Đây là cái play bằng thép. Đó. Trông nó cũng khá là dày dặn đấy. Và nó đã gắn sẵn strap ở trên này rồi. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái mút để tiêu âm. Đây là một cái mút của nhà sản xuất đưa cho nên là nó sẽ được cắt sẵn và đúng theo chuẩn của chiếc bàn phím này, không thừa không thiếu.
Đó, chính vì vậy là nó sẽ rất quan trọng. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy một cái bộ mặt màu đỏ, được sơn màu đỏ nhìn ra là đẹp. Dạ. Ui chà chà chà. Rồi. Hình như cái cục pin này nó chưa có được dán trực tiếp vào trong cây, cho nên là nó sẽ rớt ra khi mình gỡ cái mặt. Ok, thì chúng ta sẽ gỡ hai cái đường dẫn của pin vào trong mặt ở đây, hai cái vị trí này. Rồi, đây sẽ là cái mặt của chúng ta. Một cái mặt PCB rất là đẹp. Đó. Mình nhìn thấy nó hàn khá là chỉnh chu. Cái mặt này thì cũng được hỗ trợ sẵn hot swap. Và hot swap của nó sẽ là hot swap 5 chân. Vì cái hot swap 5 chân này thì chúng ta có thể chơi được hầu hết tất cả các loại switch luôn. Và nhờ có hai cái chân phụ ở đây. Hai cái chân phụ, hai cái lỗ nhỏ hai bên á, thì dùng để cắm những cái switch mà nó có cũng có hai cái chân. Đây, và những cái chân này chính là những cái chân để cố định switch, giúp cho switch không bị rung lắc. Chính vì vậy mà có rất là nhiều mặt bây giờ họ làm sử dụng hot swap 5 chân để cho switch nó thẳng hàng hơn và chắc chắn hơn. Ok, ở phía trong thì chúng ta sẽ còn được bo nớt thêm hai cục pin khá là lớn. Ui da. Đây, hai cục pin này với mỗi cục pin là 3000 mAh, tức là hai cục tức là 6000. Đó, rất là ngon lành. Với 6000 mAh thì chắc chắn là các bạn sẽ xài tới Tết Congo cũng chưa hết pin được. Nhưng mà đó là nếu mà các bạn sử dụng là sử dụng 2.4G, tức là những cái dùng 2.4G thì nó sẽ rất là ít khi hao pin. Còn nếu mà dùng Bluetooth thì nó sẽ hao pin nhanh hơn. Và đồng thời là còn tùy các bạn là có mở đèn LED RGB hay không. Rồi, như vậy là hết rồi, chúng ta sẽ không còn gì nhiều ngoài cái cây này nữa thôi. Về cái bộ kit này thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản màu trắng mình đang cầm trên tay đây, và còn một phiên bản nữa là phiên bản màu đen. Với cái những option như vậy thì giá của nó chỉ khoảng tầm 1 triệu, hơn 1 triệu một chút thôi, thì rất là ngon rồi. Và nó có đầy đủ option, ví dụ như là dùng Bluetooth 5.0 kết nối 3 thiết bị, hoặc là dùng dây, hoặc là dùng 2.4G, quá ngon đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần đó là sẽ build cái bộ kit này lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lắp lại cái play vô trước, cái PCB vô trước. Và vì cái bộ này thì nó đã có hỗ trợ cái lót foam ở giữa PCB với lại cái play rồi, cho nên là cái đấy mới là quan trọng nhất. Còn những cái ví dụ như là những cái mà lót ở dưới đây, dưới cái cây này thì chúng ta cũng không cần thiết lắm, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho với lại cái độ đầm chắc. Còn nếu mà các bạn muốn lót thì các bạn có thể mua những cái mút cắt âm á, chúng ta có thể lót vào, nhưng mà theo mình nghĩ thì nó cũng không cần thiết cho lắm. Tốt nhất thì vẫn là phải lót cái cắt âm giữa PCB với lại cái play đó. Thì đó, cái quan trọng nhất thì chính là cái này đây đó. Cái này mới chính là một cái mà để chúng ta có cái âm của nó đục hơn và trầm hơn khá là nhiều, nó cũng chắc chắn hơn khi gõ nữa. Nó chính là quan trọng là cái này. Và cái này thì bên nhà sản xuất đã cung cấp sẵn cho chúng ta rồi. Rất là ok, nó rất là dày và cũng như là rất là đặc. Rồi, vậy chúng ta sẽ cần phải làm những gì? Đầu tiên chúng ta cần phải cân chỉnh lại step của em này. Những cái chỗ nào mà nó lỏng lẻo thì chúng ta cần phải cân chỉnh lại. Đó. Và chúng ta sẽ phải lúp lại cái step cũng như móc lại để xem thử nó có bị thừa hay là bị thiếu gì không. Ok. Và tất nhiên thì chúng ta cần phải dán thêm một cái miếng pennet, tức là cái miếng đệm ở dưới PCB, ở ngay cái chỗ những cái step đập xuống để chúng ta có một cái âm thanh nó trầm hơn. Chúng ta sẽ dùng những cái miếng băng cá nhân như thế này, như ở phần trước mình đã làm rồi. Và chắc lần này mình sẽ tua nhanh thôi nha. You a letter.
I have a chance. Would you read my letter if I had it said? Ok, như vậy là mình đã dán xong các cái PNS ở ngay cái chỗ Start đập xuống như thế này. Thì khi mà các bạn ấn Start thì lúc mà đập xuống thì nó sẽ êm hơn và nó không còn nghe tiếng lật cạch của tiếng Start nữa khi mà Start đập xuống PPC. Rồi chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là Mock Start nha. Đây, và các cái Start của em này thì nó sẽ nói chung nó cũng khá chắc, nhưng mà mình muốn nó chắc chắn hơn một xíu nữa khi mà mình sờ vào, nó sẽ không còn cảm giác lung lay nữa. Đó. Và với cái mock này chúng ta sẽ phải gỡ hết step ra. Chúng ta sẽ có 3 cái step ngắn và 1 cái step dài. Đó. Và tí nữa chúng ta sẽ mock, loop và cũng như cân lại cái step. Và để cho cái step nó gắn vào PCB chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ cần phải đệm thêm một miếng trên cái PCB này nữa. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái cuộn băng keo D-Max. À, tức là cái mắc, cái này tức là dùng để mình dán chống sơn của các cái mô hình đó. Vì sao mình dùng cái này thì do nó có những cái cuộn giấy mà cắt sẵn là bề dài 5mm thì chúng ta dùng nó đỡ phải mất công cắt hơn và nó cũng dán được khá là chắc. Nếu như mà các bạn thấy setup của mình lỏng lẻo thì các bạn có thể dán 2-3 lớp cũng được. Ok, như vậy là mình đã dán xong cái mắc tép này ở trong những cái khe để gắn step, và chúng ta sẽ gắn lại step để test xem thử nó có còn rung lắc không. Nếu mà vẫn còn rung lắc thì các bạn có thể gắn thêm một dán thêm một lượt nữa để cho nó chắc chắn. Ok, sau khi mình lắp vào thì cái step này nó đã cứng hơn rất là nhiều rồi và nó sẽ chắc chắn hơn khá là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ mock lại cái step này nha. Ok, khi mình mở step ra thì mình thấy là ở đây nhà máy đã có lúp sẵn cho chúng ta một lớp mỏng rồi. Và không biết là cái step này nó đã cân chưa. Bây giờ mình sẽ lắp thử vào trong PCB để mình gõ, lắp keycap lên để mình gõ xem nó cân chưa. Nếu mà chưa cân thì chúng ta cần phải mở ra để mà cân lại cho nó thẳng cũng như là lúp lại. Con step này thì mình thấy nó đã ổn định sẵn rồi, khá là ngon. Cái này chắc mình chỉ cần lúp thêm thôi chứ không cần phải móc lại. Rất may là cái con step cuối cùng này của những cái thằng step ngắn thì nó cũng ok. Vậy là chúng ta chỉ cần móc lại một con step thôi. Còn lại thì chúng ta cần đều phải lúp lại thêm nhé. Tại vì có lẽ là cái lúp này nó hơi ít mà mình thích là lúp kiểu dày cơ, lúp đặc. Thì nó mới sướng được. Đây, cái quan trọng nhất chính là cái step dài này. Và chúng ta cần phải xem thì coi cái step dài này nó có ổn định hay không. Đó, như mình thấy thì vẫn nghe thấy tiếng lách cách ở đây. Chứng tỏ là nó vẫn còn bị vân. Ok,
Mặc dù nghe rất là sướng rồi, nhưng mà nó vẫn còn hơi vần một xíu, thì chúng ta cần phải móc lại.